Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 16 tháng phải 16 phải 16 nhà 16 tháng 3 năm 2024. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có pháp thoại hàng tuần. Đại chúng tối nay có khỏe không? Được gặp lại quý vị sau 2 tuần hả? 2 hay 3? 3 tuần hả? Dữ vậy sao? Thưa đại chúng, quý vị có quyển kinh Kim Quang Minh, xin mở trang 123, đoạn thứ 2, Đức Thế Tôn với trí tuệ chân thật. Thấy không? Đoạn thứ 2, Đức Thế Tôn với trí tuệ chân thật. Hôm nay mình học tiếp kinh Kim Quang Minh với chủ đề là Ánh Sáng Hoàng Kim, kỳ thứ 27. Chúng ta đang ở phẩm Diệt Nghiệp Chướng, phẩm thứ 5. Đây là một cái phẩm sám hối, cho nên các tổ soạn sám hối có soạn ra riêng một bản kinh Kim Quang Minh sám hối, và lấy cái phẩm này làm cái phẩm để chúng ta trì tụng, bộc bạch cái lời sám hối. Thì đây chúng ta học tiếp cái đoạn: Đức Thế Tôn với trí tuệ chân thật, cặp mắt chân thật, chứng minh chân thật, bình đẳng chân thật, nên thấy biết rõ tất cả tội nặng của con như thế. Đây là cái lời bộc bạch của mình. Mình sau khi mình đảnh lễ rồi thì đây là cái lời bộc bạch. Một đoạn tiếp tục đó, mình ca ngợi và nhận ra được rằng Đức Phật với trí tuệ chân thật, cặp mắt chân thật, chứng minh chân thật, bình đẳng chân thật, thấy biết rõ tất cả tội nặng của con như thế. Tội nặng tức là những cái tội mà chúng ta làm khổ cho nhiều người, ví dụ như sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, lường gạt, dối trá. Đó là năm cái tội nặng mà một vị xuất gia hay một người tại gia cũng nên tránh. Và Đức thường thường á, mình gắn tội cho một người nào á, nó có hay có pha thêm cái phần mình thương người đó hay mình ghét người đó. Nếu mà người đó có làm tội nhưng mà tại mình thương quá, cái mình nói sao cũng để cho người đó nhẹ đi. Nhưng mà với cái đức, với cái nhìn chân thật thì như thế nào thì nhận như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn với trí tuệ chân thật, cặp mắt chân thật, chứng minh chân thật, và đặc biệt là sự bình đẳng chân thật, không có dêm, không có pha, không có gian dối, không có thiên vị. Hôm nay con quỳ trước các Đức Phật, chân thật tỏ bày, không dám che giấu. Tại sao không dám che giấu? Tại vì các ngài thấy rõ. Mình là mình có giấu cũng được. Cũng giống như người ta có cái máy quay, người ta quay phim vô rồi, bây giờ mình có giấu cũng được, cho nên phải chân thật. Thì cái phơi bày, không dám che giấu, từ nay không dám tạo thêm tội mới, đồng thời sám hối những tội đã làm. Thường thường con người mình có hai phần nghiệp, một là cũ, hai là mới. Ví dụ như đời sống hiện tại của mình, những gì mình đang thọ, đó là cái quả của quá khứ. Còn bây giờ mình sống mỗi ngày, mình làm cái gì là mình tạo cái nhân tiếp. Ví dụ ha, đời này mình làm điều gì cũng bị người ta chống bán, hay nói ra điều gì cũng không ai tin. Đó là có thể trong quá khứ mình đã nói lời không thật, mình lường gạt người khác, cho nên đời này mình bị một cái quả báo là mình nói ra điều gì không ai tin hết. Nhưng mà mình bị như vậy rồi cũng không nhận chân được sự thật, không biết tu tập, tiếp tục nói dối tiếp. Tức là mình đời này mình đã bị người khác không tin, nhưng hiện tại đời này mình vẫn tiếp tục nói dối và sống không chân thật. Như vậy tức là mình
bị cái nghiệp cũ và tạo thêm nghiệp mới. Cho nên á, mình có một cái nghiệp cũ, ví dụ mình có một con mắt hay là mình có một cái đôi chân không có được bình thường, nhưng mà nếu mình không có biết sám hối cái đó, mình lại tiếp tục mình dùng con mắt mình để xăm soi nhìn người khác bằng cái cặp mắt thiếu cảm thông, thiếu tình thương, thì mình tiếp tục trả quả. Tức là cái nghiệp, mình nhớ là hiện tại những gì mình nhận, mình sống, mình thọ trong đời này, đó là cái quả cũ. Còn những gì mình đang tạo hiện tại trong đời này, đó là mình tạo cái nhân mới. Bây giờ mình nói đơn giản vậy nè, mình mượn nợ người ta, nợ cũ thì chưa trả đồng nào hết mà cứ tiếp tục đi mượn nợ mới. Rồi giờ người mình gặp người cũ mình mượn người ta cho không? Nhưng mình gặp người mới mình mượn thì người ta sẽ cho, với cái tình cảm giữa mình với người ta. Và đôi khi dưới ba tấc lưỡi của mình nói hồi người ta móc ta đưa hết trơn. Như vậy cuối cùng rồi thì người cũ, người mới, người quen, người lạ, người thân, người sơ gì, mình nợ hết trơn. Mới đầu người ta giấu, tới hồi ngồi nói hồi ra chết mồ rồi, chị cũng bị gạt hả? Chị bị bao lâu rồi? Tôi bị 5 năm rồi, tôi mới bị 5 tháng. Nó hứa nó trả 1 tuần nó trả, mà giờ 5 tuần nó chưa đưa. Thí dụ vậy đó, ví dụ vậy đó. Tức là cái cũ, nợ cũ mình chưa. Cũng giống như mình xài thẻ vậy đó, xài thẻ thì không trả đồng nào hết mà cứ cà hoài. Rồi giờ cái có những cái ngân hàng là người ta bắt mình phải trả minimum, thí dụ 100 đồng ít nhất phải trả 10 đồng, 20 đồng gì đó, để chứng minh là mình có trả tiền, thì cái thẻ nó tiếp tục nó luân lưu. Nhưng mà xíu mấy trăm mấy ngàn mà trả mấy chục ăn thua gì, mà mỗi một lần mình cà thì đâu có ít. Cho nên cái nợ cũ nợ mới nó cứ dồn cứ biêu, mà càng nhìn càng ngán, mà càng ngán thì càng trả không nổi. Tại vì khi mình đóng quá trời quá đất rồi thì mình không cách nào nữa, thì bắt đầu mình vuông vẩy. Cũng giống như ở trong kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện. Câu chuyện này có tên là giết con thành gánh. Thì có cái ông đó, ông có một đứa con chết. Chết rồi cái ông chôn. Ông chôn cái 2-3 ngày, cái mấy tuần lễ sau cái có đứa khác chết. Rồi cái ông đâu được 3 đứa, cái ông nói trời ơi sao mà nó chết lắc nhắc hoài vậy. Thôi để tôi quơ cho nó, tôi giết hết một lần rồi tôi chôn một lần cho nó lẹ. Thì trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện vậy đó. Thì Đức Phật nói cũng giống như chúng sanh mình vậy đó. Thí dụ như mình lỡ mình ăn cắp 5 đồng, 3 đồng rồi, cái một ngày nọ mình nghĩ trời ơi, đằng nào cũng tội. Ăn cắp gì lặt vặt, ăn 5 đồng bạc cũng tội, chôm 5 đồng của người ta cũng tội, mà mang tiếng tội mà chôm có 5 đồng à, thôi chôm luôn 5 triệu. Đó thì Đức Phật nói chúng sanh mình bị cái vô minh ha, bị cái vô minh và luôn luôn thấy rằng á, hoặc là thí dụ như mình ăn cắp một cái món hàng đó rồi, cái mình suy nghĩ mình nói trời ơi, mình đằng nào cũng tội ăn cắp rồi, thôi giờ tội nói dối cũng đâu có sao. Tội thì cũng tội rồi, phải không? Thành thử ra thôi, lỡ rồi làm luôn. Thành thử ra nói dối cũng có, sát sanh cũng có, tà hạnh cái gì cũng làm hết. Thì đó là một hình thức giết con thành gánh. Nghĩa là mình bất chấp, mà mình đôi khi mình thấy mình đã có một cái tội rồi thì không, giống như mình nói tôi đánh đứa rồi giờ đâu ngại gì đánh 10 đứa nữa, phải không? Nhưng mà mình quên, đánh một người thì lỗi có một người thôi, nhưng mà đánh 10 người thì tội mình nó tăng. Nhưng mà mình cứ nghĩ đằng nào cũng vô tù. Đó, thành tử ra đó là cái suy nghĩ của chúng sanh. Là chính vì vậy mà trong kinh Bách Vụ Đức Phật có kể câu chuyện đó, giết con thành gánh. Người đã phạm lỗi rồi thì không có biết suy nghĩ là tiếp tục. Cho nên bây giờ mình mới nói hôm nay quỳ trước các Đức Phật chân thật tỏ bày, không dám che giấu, từ nay không dám tạo thêm tội mới, đồng thời sám hối những tội đã làm. Đó. Cũng giống như là mình thôi bây giờ đừng có mượn nợ nữa, ráng đi làm dành dụm trả cái nợ cũ. Hoặc là bây giờ trong đời sống của mình á, đôi khi cái tình cảm của mình cũng dễ gây. Mình gây bao nhiêu cái tình cảm, cái hệ lụy rồi. Bao nhiêu người đã khổ đau vì mình. Thậm chí mình không có, mình đã có con với người này, người hai, người ba rồi, nhưng vẫn chưa có thấy được cái sai của mình, tiếp tục gây những cái tình cảm.
Thật ra đó là một cái đời sống lãng mạn của mình. Nhưng mà nếu mình biết dừng lại thì mình không có tạo thêm những cái lỗi. Trẻ thì không thấy gì, chứ về già mới thấy khổ. Về già mới thấy khổ. Khi mình nằm một chỗ đó, hỏi ra thì con một bầy mà không đứa nào nó vô thăm. Tại vì có đứa nào mình thương nó đâu, có đứa nào mình quan tâm đâu. Mình cứ sanh rồi mình dục đó thôi. Đó thì đó là một cái ví dụ, một cái gì gọi là tạo cũ tội mới. Cho nên cái gì mình đã làm, hoặc là ví dụ như giờ mình có nấu thức ăn, mình thì ăn thì không bao nhiêu mà nấu cho cả đống, rồi cái ăn cất tủ lạnh, cất riết đầy tủ lạnh mà trên bếp cũng la liệt thức ăn. Cái một ngày mình nói thôi giờ chắc phải đừng nấu mới nữa, ráng đem cái cũ ra coi cái nào ăn được ăn cho hết. Đó, một thí dụ vậy. Cho nên là từ nay không dám tạo thêm tội mới, đồng thời sám hối những tội đã làm. Những gì mình đã làm thì nên chỉnh đốn sửa sang lại. Những nghiệp đã tạo đưa đến quả báo địa ngục, ngạ quỷ, bàn sinh. Quý vị nhớ là khi mình làm một cái lỗi gì đó thì mình sẽ rơi rớt vào những cái cảnh khổ của địa ngục, của ngạ quỷ, của bàn sinh. Địa ngục là gì? Là nơi hành hạ. Còn ngạ quỷ là gì? Là đói khát. Bàn sinh là gì? Là vô minh. Đó là ba cái cảnh khổ. Ví dụ, khi nói đến địa ngục là người liền nghĩ tới như sao? Một cái cảnh mà bị nhúng nước sôi, bị chiên chảo dầu, bị đâm, bị xỉa, bị cắt, bị chém. Đó là cảnh của địa ngục. Cũng như vậy, nhiều khi mình sống trong cuộc đời này, cái lỗi, cái khổ đau của mình là gì? Mình hay vung vẩy, mình hành hạ nhau bằng lời nói, mình cay nghiến nhau bằng lời nói, mình sát phạt nhau bằng hành động. Có nhiều khi mình phạt một người, mình làm bằng cách nào? Mình bỏ mặc họ, mình không quan tâm đến họ, mình lạnh lùng với họ, mặc dù sống chung một nhà. Đó là mình, đó là một hình phạt. Hình phạt đó là hình phạt của băng giá. Còn không là mình la hét, mình chửi rủa, không? Thì đó là một cái hình thức. Có nhiều khi mình nói một câu người ta bể đầu, mình làm một hành động người ta nát tim. Đó là cảnh của địa ngục. Tại vì khi nói tới địa ngục là nói tới cái chỗ hành hạ. Còn nói tới ngạ quỷ là gì? Nói tới cái chỗ đói khát. Thí dụ như đời sống của chúng ta, có nhiều khi chúng ta đủ cơm ăn áo mặc, nhưng mình thiếu cái tình thương cho nhau. Mình thiếu một cái tình thương cho nhau. Mình thiếu những cái thông cảm cho nhau. Cho nên có nhiều khi nhiều người đó, cái người đó họ sống tiền bạc họ dư giả, nhưng mà tại sao họ vẫn khổ với người thân? Tại vì người thân họ không cho họ đầy đủ cái ấm áp, cái tình thương, cái quan tâm, cái chăm sóc. Mà đời sống con người đâu phải chỉ tiền không. Đôi khi người ta rất cần một sự chăm sóc, một sự quan tâm, một lời thăm hỏi. Cho nên mình gặp nhau đó, mình hay hỏi nhau, thăm viếng nhau. Đó là một cái hạnh phúc. Dù là mình sống chung, gần gũi, nhưng cố gắng hãy cho nhau những cái lời quan tâm, chăm sóc. Mình biết cái người đó bệnh, mình hỏi một câu, bữa nay khỏe chưa? Có cần uống thuốc không? Cần đi bác sĩ không? Thí dụ vậy, đó là sự chăm sóc, sự quan tâm. Mà đôi khi mình không được cái đó, thì đó là đời sống của đói khát. Và đói khát tình cảm, đói khát hiểu biết, đói khát thương yêu, đói khát cảm thông. Đó là đời sống. Còn bàn sinh là gì? Là cái cảnh của vô minh. Tại vì súc sinh thì sống vô minh. Chẳng hạn như cái chỗ dơ thì lao vào. Và thậm chí khi mà cái bản năng dục nó lên thì nó không phân biệt. Đó, thành thử ra có nhiều khi đời sống của con người, nhưng nó len lỏi đâu đó cái đời sống của vô minh. Cho nên ba cái cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là biểu tượng cho ba cái cách sống. Địa ngục là hành hạ, ngạ quỷ là thiếu thốn, đói khát, súc sinh là sống của vô minh. Cho nên khi mà chúng ta khổ, khi mà chúng ta tạo một cái khổ, tạo một cái nhân khổ, thì cái quả khổ chúng ta phải lãnh là rơi rớt vào trong ba cái chỗ này. Mà nó không có đâu xa, nó ngay trong đời này. Cho nên á, chữ địa ngục là gì? Chữ địa ngục là dày chắc, tối tăm. Ví dụ mình ôm ấp một cái sự cố chấp, đó là một hình thức địa ngục.
Trên cuộc đời này cái gì mình biết, có thể lúc mình biết nó là trúng, nhưng 20 năm sau nó không là chân lý nữa. Nhưng mình cứ ôm chặt cái đó. Trời ơi, 20 năm trước là tôi đã biết cái này rồi. Nhưng mà mình quên rằng 20 năm trước và 20 năm sau là nó đã thay đổi. Xin phép cái iPhone mình xài đó, lâu lâu nó còn nói là mình cần phải install update. Lâu lâu mình phải update cái phone mình. Thì huống chi chỉ đó, cái phone mình xài đó cứ vài ba tháng là nó yêu cầu mình phải update. Đó. Thì mình update cái là mình có những cái mới mẻ trong đó. Thì cuộc sống này cũng vậy, có những cái mình biết ngay lúc đó có thể nó là trúng, nhưng thời gian sau nó là sai. Không phải là nó sai nhưng mà nó không còn phù hợp nữa. Thí dụ như hồi đó Pháp Hòa có một cái printer. Từ khi chùa thành lập á, mua cái printer đó mà thiệt là tốt, máy hồi xưa tốt thật á. Máy còn tốt lắm mà Pháp Hòa thích cái máy đó lắm, tại vì nó in rất là nhanh. Mà chỉ khổ nổi á, bây giờ đi mua mực không có. Hết mực rồi chạy ra tiệm nó nói cái này discontinued rồi, cái máy này cũ lắm rồi. Từ năm 1989 mà xài cho tới 2000 chưa chịu dục. Đi mua mực làm sao có. Nếu như mình chấp, không, tôi nhất định giữ cái máy này, được không? Được. Thì anh cứ giữ đi. Nhưng mà có xài được không? Không xài được. Mà không xài được thì giữ thì để làm gì? Chật nhà. Và mỗi lần thấy nó đau lòng. Tức tối. Đó là một hình thức chấp. Chấp là dính mắc vào cái máy. Mà mình biết rằng thật ra cái này còn người ta không phủ nhận nó là cái máy tốt. Nhưng anh phải hiểu rằng bây giờ nó không có mực cho cái máy anh nữa. Anh để làm gì? Mà anh cần in giấy chứ đâu. Anh cái mục đích của cái printer, của cái máy in là để in. Mà anh không in được thì anh giữ đó, mà anh không được cái tài liệu anh in thì quá là vô minh. Mục đích là anh có một tờ giấy để in, mà giờ ta có những cái máy khác để in. Có thể nó không như ý anh, nhưng mà ít nhất, hay là biết đâu chừng máy bây giờ nó còn xịn hơn máy ngày xưa. Chỉ có điều là 2 năm thôi là nó hết hạn, rồi lại phải đi mua cái máy khác. Bây giờ đâu có máy nào forever nữa đâu, không có lifetime guarantee nữa. 2 năm, 3 năm, 5 năm thôi. Thì anh chấp như vậy có tội lỗi gì đâu, có hurt ai đâu, nhưng mà anh sẽ là người khổ. Để thì chật nhà mà xài không được, không có tờ giấy anh cần in, không có mực để anh xài, rồi anh cứ ôm cái máy đó. Đó là địa ngục. Địa ngục là mình dính chắc vào đó, mình ôm ấp một cái gì đó, nó chật cứng, nó dày cộm, nó đen thui. Tại vì địa ngục là cảnh của tối. Địa ngục là cái dòng cái rào sắt, mà rào sắt là nó khó bể lắm. Gỗ thì còn chặt được. Cho nên người ta diễn tả cảnh địa ngục là vậy đó. Địa là dày chặt, ngục là tối tăm. Mình ôm ấp một cái dày chặt của hiểu biết, mà cái dày chặt hiểu biết đó nó tối hù, nó tối ôm mà. Nó không trong sáng được. Cho nên nó không phải ở dưới lòng đất đâu, nó ngay trong đời sống của chúng ta. Đó là Pháp Hòa mới nói có cái máy in thôi nha, chứ chưa còn nói có những thứ khác nữa. Bỏ ra rồi vô lại. Bỏ ra cửa rồi lén lén mở cửa bưng nó vô lại. Chùa mình cái chuyện đó nó thường lắm. Ra tới cửa rồi đó nha, thấy vô thùng rác rồi đó nha, vậy mà sau 2-3 ngày nó lọt vô lại. Tại vì có đâu đó có ai đó còn tiếc rẻ cái đó, còn bưng vào. Cho nên chữ rơi, chữ đọa, cái người đó làm xong đọa. Đọa là gì? Rơi xuống, rớt xuống. Lẽ ra mình ở một cái trạng thái thông dâm, nhưng do mình không biết, mình chấp vào cái đó thì nó rơi xuống, nó rụng xuống, nó làm cho mình hụt hẫng. Cho nên ta nói đọa địa ngục là mình từ một cái tâm hồn trong sáng, bây giờ mình đã rơi xuống một cái cảnh khổ đau. Hay là mình tạo một cái điều gì đó đối với người thân mình, bây giờ bắt đầu họ không ngó ngàng tới mình, họ buông bỏ mình,
rồi mình già, mình khổ, mình bệnh, mình nằm chỗ không ai dòm ngó gì hết mình đó, thì đó là mình đã đọa vào địa ngục rồi đó. Không cần chết, không cần chết mới đọa, mới chứng nhận được địa ngục. Mà ngay cái cảnh địa ngục nó nằm ở ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình, tùy theo cái cách. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, những nghiệp đã tạo đưa đến địa ngục, ngạ quỷ, bàn sinh, tám nạn và tất cả những nghiệp chướng đời này. Tám nạn là gì? Tức là tám cái tai nạn. Thứ nhất là mình sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rồi mình gì bị gì nữa? Đuôi điếc câm ngọng. Rồi gì nữa? Mình sanh trước Phật, sanh sau Phật. Rồi có những cái hiểu biết của thế gian, gọi là thế trí biện thông, tức là cái trí tuệ mình, hiểu biết của mình theo cái thế gian, nó không làm cho mình thoát ly được. Cho nên những cái tinh ba, những cái hay ho hơn mình không tiếp nhận được. Đó là nạn. Nạn nghĩa là lẽ ra mình được vượt đó, mà tự nhiên ở đâu mình không vượt. Thí dụ như mình ở đời này, mình sanh sau Phật, cách Phật mấy ngàn năm, nhưng mà trong đây là một cái nạn. Nhưng mà trong cái nạn này mình vẫn còn chút phước là mình vẫn còn được nghe Phật, Phật Pháp. Mặc dù không gặp Phật, nhưng lời dạy của Phật còn đó, cho nên cũng chưa đến nỗi là nạn. Nhưng nếu mình lấy cái thế gian, ba cái này mà học cái gì, trời ơi, tôi học khoa học, tôi văn minh, tôi có bằng này bằng kia, bỏ không, thì bắt đầu nó sẽ trở thành một cái nạn. Cái hay trước mặt mà không học thì rõ ràng là nạn. Giống như mình đang đói bụng, đói bụng thì gặp một cái lúc đói bụng, nhưng mà may mắn là vẫn có một cái gì đó để mình ăn, nhưng khổ nổi mình không chịu ăn. Quý vị có nhớ câu chuyện chết khát bên bờ suối không? Đây cũng câu chuyện trong kinh Bách Vụ. Có cái ông đó, ông khát nước quá, thì người ta mới dẫn ổng tới, người ta mới múc cho ổng một ly nước. Ổng nói không, tôi khát dữ lắm, ly này ăn thua gì, cho nên không, nhất định không uống. Nó tôi khát hơn một ly mà đưa ly làm sao uống, rồi rốt cuộc từ chối một ly nước. Người ta thấy vậy, đem ổng ra cái dòng suối. Nói đó, rồi bây giờ nguyên cái suối đó, ổng muốn uống nhiều uống cho đã đi. Ổng nói không, tôi đâu có khát dữ vậy. Tôi đâu có khát dữ vậy. Đưa một ly thì ổng nói làm sao, ít quá uống không đủ. Mà dẫn ổng ra dòng suối thì ổng nói tôi đâu có khát dữ vậy, tự nhiên dẫn ra đây là sao tôi uống hết, thôi không thèm uống đâu. Cuối cùng chết khát bên bờ suối. Hiểu cái câu đó không? Mình cũng vậy thôi. Có những cái hay mà cần học, chúng ta không học. Thí dụ người ta đưa nó chợ ba cái này dễ ợt. Rồi ta dẫn cái hao lên, nói gì phiêu lưu à. Rốt cuộc cái dễ cũng không học, cái khó cũng không nghe. Rồi cuối cùng sao? Sống chết trong một đống tri thức, hiểu biết mà không học. Có nhiều khi mình được gần một người thầy mà mình không có khai thác học hỏi ở nơi người thầy, cuối cùng mình sống khờ khạo ở bên cạnh một người thầy thông minh. Có nhiều khi mình có rất nhiều những quyển sách hay, nhưng có bao giờ mình chịu đọc? Nhìn quyển sách nó dày cui sao đọc, đưa quyển mỏng quá thôi, ba cái này lẻ tẻ. Rốt cuộc tiền lẻ không xài, tiền chẳng thấy bự quá, nghèo. Chúng ta cũng thế. Trong kinh Đức Phật giảng, cho nên tại sao khi mà người ta, lúc mình học kinh Bách Vụ, hồi đó Pháp Hòa giảng kinh Bách Vụ mà, năm Pháp Hòa giảng kinh Bách Vụ là hình như 2015 thì phải. Thì khi mình đọc trong kinh Bách Vụ, mình thấy Đức Phật cũng có cái tính khôi hài, nhưng mà cái khôi hài của Đức Phật rất là sâu sắc. Tức là Ngài kể một câu chuyện xong rồi á, mình nghe mình cười phải không? Như mình cười, nhưng mà khi mình cười xong mình ngẫm nghĩ lại, mình tâm đắc. Thì cái lúc mà mình tâm đắc á, là mình đâu có cười hỉ hạ nữa, mà lúc đó chúng ta mỉm cười và gật đầu. Thì cái cười lúc đó gọi là cười vi tiếu. Vi tiếu là gì? Một nụ cười nhẹ. Vi là vi tế mà, tiếu là cười. Vi tiếu là một nụ cười nhẹ,
nhưng mà một nụ cười nhẹ rất sâu, rất thâm và rất tâm đắc. Có nhiều khi mình đọc, mình nghe nhạc, hồi nào giờ mình nghe nhạc nhưng mình không có hiểu. Tự nhiên tới một ngày đó, tự nhiên nó click vô cái đầu mình cái câu nhạc đó, cái mình nhắm mắt lại mình tâm đắc và mình gật gù và mình mỉm cười, mình tâm đắc với câu đó, với cái bài hát đó. Thí dụ như có một cái bài hát nó nói: em hãy hồn nhiên rồi em sẽ bình yên. Lâu nay mình cũng nghe bài đó, nhưng mà mình hoặc là mình hát bài đó, mình nghe bài đó nhưng mình không có tâm đắc gì hết. Tự nhiên một ngày nọ mình thấm cái câu đó: em hãy hồn nhiên rồi em sẽ bình yên. Hồn nhiên là gì? Có những cái trong cuộc đời này á, đừng có đem cái đầu của mình ra mình suy diễn cho dữ, để rồi mình bực bội, mình phiền não, mình chi cho nó cực vậy. Có những cái hồn nhiên đi. Hồn nhiên đi. Thí dụ như người ta gặp mình, ta nói: chào, bữa nay chị đẹp quá ha. Thì cứ vậy đi. Đó, nó nói gì tôi á. Nó chấm soi tôi á. Ngày thường nó đâu có khen tôi đâu. Tự nhiên bữa nay đi ngang tôi, nó khen tôi đẹp, mà cái giọng của nó bắt đầu mình diễn tả kiểu này kiểu kia, chi cho nó khổ vậy. À, có những cái mình hồn nhiên đi rồi mình sẽ bình yên. Cái cuối cùng tôi nói, nhưng mà nó nói xong rồi nó đi rồi mắc mớ: chị có thay đổi gì không? Không, tôi đâu có đẹp hơn. Nó nói xong rồi tôi cũng đâu có đẹp hơn, mà tôi cũng không xấu hơn. Vậy sao chị không hồn nhiên đi để chị được bình yên? Thì khi đó bắt đầu mình mỉm cười tâm đắc. Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Mình đi cho dữ, đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược, đi quá trời quá đất mà không được gì hết. Thôi mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Đôi lúc con người chúng ta cũng cần những giây phút ngồi xuống chiếc ghế, nghỉ một chút rồi đi tiếp. Thì những cái bài, những cái lời hát đôi lúc nó đơn giản vậy thôi. Không có đâu em này, không có cái nhân, cái chết đầu tiên và có cái chết sau cùng. Đó là những câu, những cái câu từ trong bài hát để nói đến nhân duyên. Nhưng mà mình hồi nào giờ mình nghe nhạc, nhưng mình nghe theo cái kiểu bình thường của một cái bài nhạc. Nhưng sau một thời gian mình có học tư duy, học quán chiếu, mình tâm đắc với một hai câu nói đó. Giống như có một cái ông đó, ông đi, ông ngồi, ông ăn. Nhưng mà ông là một vị hòa thượng. Thì ông ăn thì một chú tiểu đi ngang, thấy ông là nhìn như một lão hòa thượng mà còn ngồi ăn thịt. Thì chú tiểu mới nói: trời ơi, lên tới hòa thượng rồi mà còn ăn mặn. Thì chú tiểu chê xong chú tiểu bỏ đi. Thì hòa thượng mới nói: trời ơi, nó có một bụng rau mà nó chê tôi. Thì mình đọc xong câu chuyện đó mình thấy cũng, nhưng nếu mình ngẫm nghĩ, mình ăn chay là mình ăn rau chứ gì nữa. May á, mình mới có một bụng rau thôi đó mà mình đi chê bai người khác. Trời ơi, mai mốt cái đầu mà nó tăng trưởng thì mình còn chê dữ nữa. Mới có cái bụng rau thôi, ăn để no thôi, mà kẻ ăn thịt người ăn rau, rồi kẻ ăn rau nó chê người ăn thịt. Đây là một câu chuyện. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy thôi. Đôi khi mình được hơn người ta một cái gì, mình nghĩ như mình là cả một cái vũ trụ này vậy đó. Thì nghĩ lại thì mình hơn được ai. Có nhiều khi mình lái xe đó, mình ráng mình lan lách làm sao, ôi vượt được chiếc xe, mừng húng. Rốt cuộc thắng lại đi chậm chậm, tại ăn trước mình nó đi chậm hơn. Rồi cuối cùng hơn được một chiếc xe, nhưng mà cũng phải chậm, đi cho nhanh để vượt một chiếc xe. Nhưng cuối cùng qua được rồi, đứng trên đầu của xe kia lại phải lái chậm lại. Vì ở lái tới nữa nó lao vô xe kia sao, ở trước nó chậm rì. Chừng đó mình mỉm cười, nó hơn cho dữ, rốt cuộc hơn được người. Cuối cùng nhanh để làm gì, rồi cũng phải sống chậm thôi. Đại ý là như vậy. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà cái nạn của mình. Bát nạn là 8 cái nạn, và trong đó có một cái nạn là chúng ta lấy cái hiểu của mình
và không bao nó dừng lại, nó ngăn cản lại, nó không cho mình tiếp tục. Lẽ ra mình sẽ được một cái tốt đẹp hơn, cái hiểu biết nhiều hơn, nhưng mà mình không làm. Thưa đại chúng, người ta thường nói đi một đàn học một sàng khôn, nó cũng hay lắm đó. Tại có những cái mình ở trong cái phạm vi của mình thôi. Giống như mình, con người ta hay ví dụ con cóc cái gì, con ếch mà ngồi cái đá, dưới đáy giếng. Con ếch nó ngồi dưới cái giếng, nó nhìn lên cái giếng thì nó thấy bầu trời bao nhiêu? Nó thấy bầu trời bằng cái vòng tròn của cái giếng thôi, nhưng nó nghĩ trời có nhiêu đó thôi. Nhưng một ngày nào con cóc nó có cơ hội nó nhảy ra khỏi cái miệng giếng, thì lúc đó phát hiện ra bầu trời to hơn chục ngàn lần, trăm ngàn lần mà cái miệng giếng nó thấy nữa. Nhưng mà cái lúc nó ở dưới đáy giếng thì nó nghĩ bầu trời chỉ nhiêu đó thôi. Chờ có nhiều người người ta biết ít mà làm như mình biết nhiều thì nó chờ ếch ngồi đáy giếng. Mình ngồi dưới, mình con ếch ở dưới giếng thì nó thấy bầu trời chỉ nhiêu đó thôi. Cho nên đừng có quên là thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Cao nhân tất hữu cao nhân trị, mình giỏi có người giỏi hơn. Ngoài trời có trời, quý vị nào đi máy bay thì biết. Đi lên cái mình nhìn, ủa dưới này mây đang lơ lửng mà sao trên này còn lơ lửng nữa. Ngoài trời nó có trời. Không phải chỉ có mình không, mà còn có những người, mà có những người người ta còn hay hơn mình nữa. Nhưng mà thường người hay người ta không phô trương. Những người giỏi người ta không có khoe khoang. Tại vì sao? Tại vì không khoe mới thật giỏi. Cho nên có danh mà đừng vướng vào danh thì cái danh nó mới phi thường. Cho nên đạo mà nói được thì đạo đó không phải là đặc biệt. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Ai học mấy cái luận ngữ đó biết. Của Khổng Tử đó. Cho nên nạn là vậy đó. Nạn nghĩa là mình lẽ ra mình được, nhưng mà tại mình không để cho cái đó thông suốt, nó trở thành ra một chướng ngại của mình. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đuôi điếc, câm, ngọng, sanh trước Phật, sanh sau Phật, thế tri viện thông. Mình đã block mình lại, không có để cho mình được cái cơ hội học hỏi. Tất cả những nghiệp chướng đời này con mong trừ hết, không còn phải chịu những quả báo xấu ở đời vị lai. Thấy nói vậy chứ không đơn giản. Tại vì nhiều khi cái năng lực của mình chịu không nổi. Mình tưởng mình nợ ít, mình đăng báo lên mình nói tôi mới trúng 3 triệu. Ai có nợ xin tới đây đưa giấy. Trời ơi, tới hồi quá trời người tới đòi không đủ. Không đủ để trả. Không còn phải chịu quả báo xấu ở đời vị lai. Tức là mình mong rằng những cái nghiệp chướng gì cần phải trả, con cũng mong trừ. Cho nên khi nói câu này, mình cũng nguyện cho con có đủ năng lực để con bình an trả tất cả những nghiệp quả của con. Có nhiều khi mình giống như là mình đứng ra trước một cái cơn nước mà nó mạnh đó. Mình thấy nước như vậy đó. Mà nhiều khi mình không đủ mạnh là mình bị nước nó tạt, mình xê dịch cái bước chân mình. Hoặc thậm chí mình bị cuốn trôi luôn theo cái dòng nước. Các đại Bồ Tát ở đời quá khứ tu đạo Bồ Đề đã từng sám hối tất cả nghiệp chướng. Các vị Bồ Tát đó, trong quá khứ các ngài tu cái đạo giác ngộ, gọi là tu đạo Bồ Đề. Vậy thì tu đạo Bồ Đề là gì? Là thực tập trên con đường giác ngộ. Chỉ có đường giác ngộ, vậy thì cái đạo này không phải là một tôn giáo theo thế gian mình nói. Mà tôn đạo này chính là chân lý, là sự giác ngộ. Chỉ khi nào mình có sự tỉnh thức giác ngộ, mình mới thấy cái gì sai, mình thấy cái gì trúng. Và có sai, mình cũng thấy sai cỡ nào, đúng là đúng cỡ nào, để chúng ta không bị khổ đau, lầm tưởng.
Có những cái nó không đúng, nó cũng chưa hẳn là sai, bất quá là nó không đúng thôi. Không đúng nào, nó đúng ở lúc này nhưng nó không đúng ở lúc kia. Cho nên sai không thật sai, mà đúng cũng không thật đúng. Chứ cái người có giác ngộ là người ta nhận ra cái chỗ đó, chứ người ta không quả quyết đó là hoàn toàn sai. Nhờ mình thấy được như vậy cho nên cái tâm mình nó đỡ chấp, và nó biết cảm thông, nó biết tha thứ, nó biết ôm ấp cho một người nào đó, cho một việc nào đó. Không còn phải chịu quả báo xấu ở đời vị lai. Các đại Bồ Tát ở đời quá khứ tu đạo Bồ Đề đã từng sám hối tất cả nghiệp chướng. Hôm nay con cũng tỏ bày sám hối, không dám che giấu. Đây là mình nhìn lên người trước để mình thực tập. Thường thường mình làm việc gì á, mình cũng hay nhìn lên bên trên để mình học. Ví dụ mình là người tới sau, mình nhìn ta, ta làm sao mình làm vậy. Chỉ trừ người không biết làm bậy mình mới làm theo. Chứ ở đây là đâu phải người làm bậy, đây là Đại Bồ Tát. Cho nên cái người mà người ta giỏi đó, người ta không biết gì hết, ta bước vô cái ta để ý. Ta để ý coi người đó đi làm sao, ngồi làm sao, lấy thức ăn làm sao, ta học. Nhiều khi không ai chỉ dẫn mình, nhưng tự khắc mình phải luôn luôn nhớ một điều rằng mình là người tới sau, hãy nên nhìn vào người đi trước. Ở đây mùa đông á, có những ngày mà tuyết nó rơi thật là nhiều, thì đa số mình đâu có lái theo cái len mà đã kẻ sẵn, phải không? Mình lái thẳng theo cái đường mòn mà người ta đã lái. Có nhiều khi cái đường đó nó ba len, nhưng mà tới mùa đông rồi nó còn có len à, tại quá trời tuyết. Thì lúc này mình vẫn biết đi theo con đường mòn này, mặc dù nó không trúng, nhưng mà ở cái thời điểm này tuyết ngập, ban bão tuyết như vậy, thì lúc này là nó trúng. Trúng lúc này thôi, nó tạm lúc này thôi. Nó không được, đi về đụng xe phạt chết hai len, nhào vô cái len thứ hai dính trong tuyết. Tại vì tuyết người ta đang bảo tuyết, người ta xúc tuyết chưa có kịp, thì bây giờ đường hai len nó còn có một len thôi. Mình biết đường này là hai len, nhưng mà ngay trong lúc này mình hãy đi con đường tạm và không hề phạm luật, luật pháp cho phép. Thậm chí mà nhiều khi mình vượt, mình lái tới cái đèn đỏ rồi mà giờ nếu mình dừng lại là nó trơn. Thậm chí phải vượt luôn cái đèn để chi? Để không gây tai nạn xe cộ. Rất có thể mình sẽ bị một cái ticket đó. Nhưng mà mình cầm cái ticket đó lên, mình giải bài ở trên CD thì họ sẽ ok. Cho nên ở đây nhà hoàng á, khi mà đám tang á, là họ sẽ, mình sẽ đi theo đoàn xe phải không? Thì họ phát cho mình một cái sticker, trên đó có cái chữ funeral, tức là tang lễ. Mình gắn lên cái máy xe, cái kiến xe mình, rồi mình lái từ từ theo. Nhưng mà ở Alberta mình á, người ta vẫn còn cho mình vượt đèn đỏ, chứ không như một vài tiểu bang khác là không cho. Vì vậy cho nên cái xe đi trước, họ vượt đèn đỏ, họ đi, mình cứ đi theo. Thì trong quá trình mình đi như vậy đó, thì mình sẽ bị chụp hình. Thì đèn đỏ nó không cần biết ai, miễn là vượt cái đèn đỏ thì nó chụp thôi, nó làm theo cái chức năng của nó thôi. Thì nhân viên nhà hoàng lúc nào họ cũng dặn, nếu trong quá trình đi tang lễ quý vị bị chụp hình bị phạt, cầm cái ticket tới đây chúng tôi sẽ giải quyết. Thành thử ra nó có cái của nó. Nghĩa là mình phải biết rằng trong lúc đó mình làm, mình biết trong đầu mình biết rất rõ là mình không trúng, nhưng mà ngay lúc này nó trúng ở ngay cái lúc đang bão tuyết này, và chúng ta cứ đi và không hề có lỗi. Cho nên thưa đại chúng, cái thời của Đức Phật, Đức Phật không có ăn chiều. Tại sao? Tại không cần thiết. Là vì chư tăng thời đó ăn rồi ngồi thiền, không có làm việc nặng, không có sống trong một cái môi trường lạnh lẽo. Và đồng thời, thời đó dân Ấn Độ nghèo, mình đi xin ăn một buổi sáng là người ta muốn chết rồi. Tự nhiên ở chùa không làm gì hết, còn xách chén đi xin buổi chiều. Cho nên Đức Phật
đúng vào cái thời điểm đó. Một là dân nghèo, hai là không cần, ăn bữa trưa là đủ rồi, không có làm việc gì hết. Nhưng khi Phật giáo truyền sang đến Trung Hoa, đến Việt Nam, thì chúng ta không còn chế độ đi khất thực, mà chúng ta sống bằng một chế độ gọi là nông thiền. Nông thiền là gì? Là một người thiền sinh, một người hành giả đi làm ruộng để sống. Cho nên Ngài Hư Vân, các tổ thời xưa sống bằng nông thiền, nghĩa là mình đi làm ruộng, mình phải cày bẩm, cày cuốc đất, trồng rau, trồng lúa, làm việc nặng, cho nên mình ăn chiều. Vậy ăn chiều có sai không? Không sai. Vì mình biết rằng mình không ăn, mình ăn chiều là vì cái thời điểm của chúng ta. Nhưng cái tâm niệm của chúng ta luôn luôn quán rằng đây là dược thực. Dược thực nghĩa là ăn thuốc, ăn như thuốc chứ không phải ăn để hưởng thụ. Ăn hưởng thụ là mình chê khen, còn ăn thuốc là ăn để trưởng dưỡng cái thân khô gầy. Quý vị không tin, quý vị mở cái bài kinh Chuyển Pháp Luân, bài pháp đầu tiên của Phật. Này các thầy, các thầy phải lìa bỏ hai thái độ cực đoan, một là quá sung sướng, hai là quá khổ hạnh. Vì Như Lai đã trải qua hai con đường này rồi, không mang đến kết quả tu tập. Nếu nói sung sướng, ai sung sướng bằng thái tử? Vì từ một cái chỗ sung sướng nhất, thái tử từ bỏ. Thái tử từ bỏ cái cực đoan của sung sướng, Ngài đi tìm một cái gọi là khổ hạnh nhất. Cho nên lúc đó ăn một ngày, một cử ăn rất là ít, thậm chí tu những đời cái cách khổ hạnh. Thân mình đang bình thường vậy đó, đi ra lấy cái vỏ sầu riêng cào lên cho nó rách. Cái chân mình dễ treo lên một chân thôi, để treo chân lên cây rồi chổng cái đầu xuống vậy đó, rồi đưa tay về, rồi chịu trận vậy, làm những cái hình thức khổ hạnh để làm chi? Để cho chúng ta vượt đi cái tham dục và nghĩ rằng đó là một hình thức có phước. Nhưng cuối cùng Đức Phật từ bỏ cái con đường đó, đâu có mang lại lợi ích gì đâu. Rồi cuối cùng Đức Phật bắt đầu giữ con đường trung đạo. Mà làm sao Đức Phật giữ con đường trung đạo đó nếu Đức Phật không nghe cái người khải đàn? Khi mà Ngài xỉu ở bên cái chỗ tu rồi, thì lúc đó có một đoàn hát đi ngang, và đoàn hát đó người ta đã căng dây đàn lên, nó căng quá cho nên vừa đưa vô một dây thôi là đứt cái dây đàn liền. Thế là họ thay cái dây đàn khác, nó lỏng quá, đàn nó không kêu, cho nên phải chỉnh cái dây đàn cho vừa chừng, đánh lên nó thanh thoát. Thì ngay lúc đó Thái tử Siddhartha đã giác ngộ. Giác ngộ ra một điều gì? Con đường trung đạo, đùng quá đàn không kêu, căng quá đàn sẽ đứt. Mình cũng vậy thôi, sống với nhau mà căng quá đứt, lỏng quá loạn vừa chừng thôi chứ. Như vậy thì mình dạy con cũng thế, mình cuộc sống cũng vậy thôi. Mình sống mà mình hạch sách nhau, mình làm gì? Mấy ông ở chùa, ở nhà hay có câu gì làm chủ giống như người chồng mà hồi xưa cái gì, từ mình kêu là cái từ gì? Gia trưởng. À, gia trưởng. Lâu quá em không có làm gia trưởng em quên. Sống mà gia trưởng quá thì người vợ đó nếu có tu thì cắn răng chịu đựng tới hồi hết răng cắn nú. Tại vì mình phải chịu đựng vì thương con, thương gia đình, thương cái danh dự, vân vân. Còn người nào chịu không nổi thì họ sẽ đứt, cho nên căng thẳng quá sẽ đứt. Cũng giống như vô một cái môi trường mà ngột ngạt quá. Cho nên quý vị biết á, những em nhỏ đó, khi mà nó đi vô khóa tu á, là mình biểu nó ăn cơm im lặng. Nhưng mình biết cái khả năng im lặng của nó ít, mình đang tập cho nó ăn cơm im lặng. Cho nên những em nhỏ đi tham dự khóa tu ăn cơm chỉ có im lặng 20 phút đầu thôi, hay là 15 phút đầu thôi, sau đó cho nó xả dàng, nó nói chuyện. Nếu mình căng với nó quá
Hỏi tu nữa không con? Dạ không, tại vì con xong phân nửa rồi. Nghĩa là con hết tu, nó sẽ không tới nữa. Rồi bây giờ mình đưa một cái khóa tu cho mấy em nhỏ, mà cái thời khóa nó dày đặc như của người lớn vậy đó. Ngồi thiền bao nhiêu, ăn cơm im lặng lại 108 rồi kia kia nọ. Hỏi tu nữa không con? Nó nói con mất phân nửa kia luôn rồi. Là mình lỗ vốn. Quý vị hiểu ý không? Như vậy thì mình biết lúc nào mình nên căng, ai sẽ là người căng và ai sẽ là người mình nhẹ ra. Cho nên mình phải hiểu được như vậy thì mình mới hiểu được cái phương pháp tu tập. Thời của Đức Phật không ăn chiều là đúng, nhưng mà thời của chư tổ và thời của chúng ta, chúng ta không phải ăn chiều, không ăn chiều gọi là đúng. Nhưng mà nếu mình không ăn chiều thì bù lại mình cũng phải biết cách mình điều dưỡng, để ít nhất cơ thể mình nhìn nó ra cái hình, chứ không thôi người ta tưởng đâu cục xác khô hay là một cái gì đó. Thì mình muốn có đi quảng cáo con đường tu thì không thể nào người ta nhìn mình mà người ta ham tu được. Tu làm sao mà người ta nhìn người ta ham tu mình mới thành công. Còn tu kiểu mình sao mà người ta nhìn người ta không ham tu, ta nói thôi, dạ thôi để thầy tu, để con cúng thầy được. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Cho nên đúng sai ở cái chỗ là chúng ta biết thời thế. Ăn mặc cũng vậy thôi. Tại sao gọi là thời trang? Tại sao gọi là thời trang? Nghĩa là trang sức ăn mặc đúng thời điểm. Đúng thời điểm. Trời không có tuyết, tự nhiên mang đôi bút cao tới đầu gối, đi cọp 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 vậy. Ví dụ vậy. Cho nên mình phải biết rằng ngay cái ăn mặc của mình, ngay cả cái cách sống của chúng ta. Thì ở cái chỗ này đó, là cái chỗ mà chúng ta tu đạo Bồ Đề. Tu cái đạo, tu cái chỗ giác ngộ, chứ không phải tu theo một tôn giáo. Mình biết rất rõ mình ở hoàn cảnh nào để chúng ta tùy thuận uyển chuyển mà chúng ta sống. Quý vị thấy cây trúc không? Cây trúc nó thẳng, nó rỗng, nó thẳng, mà nó có từng cái mắt, mắt cây của cây trúc. Nghĩa là người quân tử thẳng thắn rỗng lòng, nhưng không có nghĩa là người quân tử không có những cái chừng mực. Đặc biệt nữa là cây trúc nó thẳng vậy, nhưng lá trúc nó rất mềm. Cái chỗ này là cái chỗ đạo Phật muốn nói cái gì? Bất biến mà tùy duyên. Bất biến là cây trúc nó thẳng, còn tùy duyên là lá trúc nó phất phơ. Cho nên các vị thọ thập thiện ở đây Pháp Hòa hay dùng chữ trúc để đặt pháp tự. Lấy cái hình ảnh cây trúc mà làm cái hình, cái biểu tượng để tu tập, để sống. Mình bất biến, nghĩa là tâm tu mình không thay đổi, nhưng có phương pháp tùy duyên, có cách tùy duyên. Ví dụ như là mình ăn cơm, ăn món nguội có thể chờ hết. Nhưng hôm nay mình ăn món nóng, nếu mà chờ hết thì những cái tô kia nó sẽ bị nguội lạnh, hoặc là nó nở ra khó ăn. Cho nên sau vài mươi tô múc rồi thì chúng ta bắt đầu cho ăn. Thì những người người ta có rồi ta dùng, rồi những người là chưa có từ từ người ta có, thì không ai ăn quá nguội, quá nở. Chúng ta cũng đâu có làm gì sai, nhưng chúng ta biết cách ứng xử. Vậy thì cái cây trúc đó là gì? Bất biến. Cái thẳng thắn của cây trúc là bất biến, nhưng mà cái lá trúc nó phất phơ là nó tùy duyên. Tùy duyên nhưng không có thiếu phần cung kính. Cho nên mỗi lần gió thổi, lá trúc vẫn cúi đầu. Cái cây trúc nó hay như vậy đó. Nó mang nhiều ý nghĩa như vậy đó. Mà thật ra tự cây trúc nó có bao giờ nó biểu lộ nó là cái gì, nó mục đích nó sanh ra vậy đâu. Nhưng mà người có giác, có tỉnh, người ta nhìn cây trúc để người ta tìm tòi ra được những cái hay của cây trúc, để người ta làm thành một cái bài pháp về cây trúc.
một cái bài hay về cây trúc. Chứ tự thân cây trúc nó đâu có cố ý nó cấu tạo như vậy để nó khoe nó là mềm mỏng, nó là khiêm cung, nó là quân tử gì đâu. Nhưng mà đặc biệt là cây trúc chịu lạnh được nè, thẳng thắn nè, rộng rãi nè, có mắt tiết nè, lá trúc mềm nè, phất phơ nè. Thì từ đó mình bắt đầu, cái người có giác có tỉnh thì người ta soi vào đó, chiếu vào đó để người ta tìm ra được những bài học. Tu đạo giác ngộ là tu Phật, là tu vậy đó. Bất cứ cái gì chúng ta cũng nhìn nó và chúng ta có thể thấy được cái tính chất hay ho của nó để chúng ta học. Quý vị học kinh soi gương không? Thấy một người không dễ thương nhưng mà chúng ta cũng sẽ học từ người đó, học rằng người này vì sống như vậy cho nên không ai thích. Tôi nguyện sẽ không sống như vậy, tại vì nếu tôi sống như vậy thì mọi người cũng sẽ không thích tôi. Soi gương mà. Như một người nhìn vào trong một cái bát nước, một tấm gương, thấy mặt mình có dơ thì sẽ rửa lau đi, không để cái mặt mình dơ. Còn nếu như mình nhìn vào bát nước, tấm gương mà thấy mặt mình sạch thì mình sẽ nói sao? Được, mặt tôi rất sạch. Nếu mình nhìn lại mình thấy mình dễ thương thì nói sao? Mình cần phát triển những tâm hành tốt đẹp như thế. Nếu đã tốt thì phát triển hơn lên, nếu dở thì tìm cách giảm xuống. Hôm nay cũng con cũng tỏ bày sám hối, không dám che giấu, nguyện diệt trừ hết những tội đã làm và không dám tạo thêm các nghiệp khác. Các nghiệp khác, nghiệp khác mới đúng. Các đại Bồ Tát ở đời hiện tại trong khắp mười phương tu đạo Bồ Đề cũng đã sám hối tất cả nghiệp chướng. Cái chỗ này quý vị thấy, quá khứ các vị Bồ Tát cũng phải tu như thế, mười phương các đại Bồ Tát cũng tu như thế. Tu cái gì? Tu cái mà chúng ta luôn luôn nhận cái sai của quá khứ để mà sám hối, chừa cái lỗi ở về sau. Cuộc sống của mình, cái đó cái quan trọng. Cái gì mình đã sai một lần rồi thì không dám tái phạm. Cho nên Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, có lần Pháp Hòa tiếp xúc được một ni sư. Ni sư là có gia đình rồi mới đi tu. Thì thường trong đạo mình hay dùng cái từ là bán thế xuất gia. Bán thế nghĩa là nửa đời, nửa cuộc đời rồi mới đi tu. Còn như là quý thầy đi tu hồi nhỏ tới lớn như là đồng chơn. Đồng chơn nghĩa là tu từ nhỏ. Còn người nào mà lớn lên rồi, thí dụ như 30 tuổi chưa có gia đình, 30 tuổi đi tu gọi là trung niên xuất gia. Đó, còn người nào mà nửa cuộc đời rồi cũng có gia đình, có con cháu thì mình cũng có một cái gọi là bán thế xuất gia. Thì cái vị đó, vị ni sư đó mới nói với Pháp Hòa: chú biết không, như mấy chú đi tu á, từ nhỏ tới lớn cũng tốt đó, nhưng mà mấy chú cũng phải cẩn thận lắm, tại vì chưa bao giờ trải cho nên dễ bị sao sa ngã. Còn như tụi tôi khạc cục đàm ra rồi, không dạy gì bóc cục đàm bỏ vô lại. Cũng giống như cái người đó, người ta thấu rõ rồi cái cuộc sống của thế gian rồi, có người ta từng có danh vọng địa vị, vợ chồng con cái, tiền của đủ thứ, mà ta còn buông được ta đi tu. Vì sao? Vì ta thấu. Ta thấu đó là cái gì? Phù du, tạm bợ. Ta đâu có dính nữa đâu. Còn như mình chưa gì hết thì rất có thể. Cho nên ở đây muốn nói là gì? Nghĩa là cái quan trọng là cuộc sống hàng ngày là chúng ta nhận ra cái sai của quá khứ để chúng ta chỉnh sửa và không tái phạm những cái lặp đi lặp lại cái đó nữa. Cho nên một cái cuộc sống gì, làm việc gì, chúng ta cũng có cái gọi là rút
tỉa kinh nghiệm. Lúc nào cũng vậy hết. Ưu với khuyết. Ưu điểm cũng có mà khuyết điểm cũng có. Cái nào ưu thì chúng ta tăng trưởng, cái nào khuyết thì chúng ta bổ. Cho nên ngày nào cũng uống viên thuốc bổ là vậy đó. Uống viên thuốc bổ để chi, nó thiếu nào nó bổ vô chỗ đó. Cái viên thuốc là nó có vitamin từ A tới Z hết á. Rồi uống viên vô chi để mình thiếu cái nào nó bổ chỗ đó. Thiếu vitamin C thì giờ vậy nó bổ tới vitamin C, kêu thuốc bổ. Mình thiếu cho nên nó bổ. Các đại Bồ Tát ở mười, ở đời hiện tại trong khắp mười phương tu đạo Bồ Đề cũng đã sám hối tất cả nghiệp chướng. Hôm nay con cũng tỏ bày sám hối tất cả nghiệp chướng, không dám che giấu. Nguyện diệt trừ tất cả hết, nguyện diệt trừ hết các tội đã làm, không dám tạo thêm các tội khác nữa. Này thiện nam tử, vì nguyên nhân này, nếu có tạo tội không được che giấu dù trong sát na. Cái văn mà nãy giờ mình đọc nó in hơi xéo xéo đó, đó là cái văn mình phát nguyện. Và dựa theo cái bản kinh này á, thì đây là lời của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy mình phát tâm, mình nói bộc bạch những cái lời sám hối. Xong rồi Đức Phật nói: này thiện nam tử, vì nguyên nhân này, nếu có tạo tội không được che giấu. Nguyên nhân gì? Nguyên nhân là chúng ta thấy rõ những cái quả chúng ta sẽ trả và cái hay của sự sám hối. Vì những nguyên nhân đó cho nên không được che giấu dù trong sát na. Sát na là gì? Sát na là một cái thời gian nó nhanh hơn một giây. Sát na nó nhanh hơn một giây đó nha. Thường thường một giây là nhanh nhất không? Một giây rồi tới một phút thì thường mình cũng nghĩ là một giây là nhanh, nhưng mà sát na nó còn nhanh hơn một giây nữa. Cho nên cái gì mà nhanh hơn một giây nghĩa là tức khắc, nhanh đến mức mà không có chỗ để nói, gọi là sát na. Cho nên mình mới có câu: trong một sát na liền ngũ trượt. Nghĩa là không cần phải trải qua dù chỉ một giây. Nói gì lâu đến một ngày không được che giấu. Nói gì lâu đến một ngày, một đêm và lâu hơn nữa. Nghĩa là nếu có lỗi là trong một sát na là sám hối, chứ đừng nói đến cái chuyện gọi là giữ nó tới một ngày, lâu đến một ngày, một đêm và lâu hơn thế nữa. Cho nên hồi xưa trong luật dạy người tu không được giận cách đêm. Người xuất gia theo cái luật tu nếu mình tu tập giỏi đó, đúng luật á, đúng lời Phật dạy là không được giận ai qua đêm. Giận người nào xong rồi là thôi, qua đêm là phải suông xả. Tại mình tu mà, mình tu mà, nếu mình buông được thì ai lời? Mình lời. Mình buông được là mình hạnh phúc, mình buông được là mình giải thoát. Còn mình ôm ấp là mình khổ đau, mình đọa lạc, chứ không có ai hết á. Cho nên mình nhớ là mình giận càng nhiều là mình lỗ càng nhiều. Tại mình giận rồi là mình sập lót hết. Cái người đó đẹp mình cũng thèm nhìn, người đó hay mình cũng thèm ngó, mình cũng thèm học nữa. Cho nên mình giận cái người đó rồi là dù người đó có hay cỡ nào mình cũng tới. Mình block hết. Tự mình đã. Bây giờ nó có trong iPhone đó, block phone, delete. Mình không thích ai là mình lót lại, không cho người đó liên lạc. Và thậm chí mình delete cái người đó luôn. Trong iPhone nó làm được việc đó, nhưng mà hình như cái đầu mình làm không được. Mình lót người đó nhưng mà không phải lót ra ngoài, lót vô trong. Kéo nó vô xong lót lại ở đây với tôi. Chứ mình lót nó ngoài là nó khỏe rồi, nó đi luôn rồi. Nếu có phạm lỗi vì muốn thanh tịnh, tâm phải hổ thẹn, tin chắc vị lai sẽ bị báo xấu, vô cùng sợ hãi nên cầu sám hối. Thì Đức Phật dạy á, nếu mà phạm lỗi vì muốn thanh tịnh thì phải sanh cái tâm gì? Phải sanh cái tâm hổ thẹn. Tâm hổ thẹn là gì? Tâm mắc cỡ, tâm tàm quý, tâm biết xấu hổ cho mình, cho người. Vì xấu hổ và tin chắc vị lai sẽ bị báo xấu, vô cùng sợ hãi nên cần sám hối. Như người đang bị lửa đốt cháy đầu, cháy đến y phục,
muốn dập tắt ngay gấp. Nếu lửa chưa tắt thì lòng chưa an. Người đã từng phạm tội cũng giống như vậy, lập tức sám hối để chống trừ diệt. Đưa một cái ví dụ, như người đang bị lửa cháy, lửa đốt cháy trên đầu, mà cháy đến y phục rồi thì phải dập tắt. Tại vì nếu chưa dập tắt thì lửa không có an, mình lòng mình không an. Cho nên hay dùng cái từ như cứu đầu nhiên. Nhiên là lửa, đầu là đầu nhiên, tức là lửa trên đầu mình. Trong cái bài mà nhắc mình buổi chiều, thị nhật dĩ quá, hôm nay đã qua rồi, mạng diệt tùy giảm, mạng sống của mình cũng theo đây mà giảm dần. Một ngày đi qua, mình tưởng ngày đi qua còn mình thì bất biến, không. Một ngày đi qua thì mạng sống của mình cũng theo một ngày đó mà giảm dần. Như cái gì? Như cá ít nước. Như con cá ở trong cái chậu, cái hồ, mỗi ngày nó mỗi ít nước đi, có gì mà vui. Như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, có gì mà vui. Nói xong rồi, đưa cái hình ảnh con cá trong hồ nước rồi, thì bắt đầu hướng dẫn cho mình, đại chúng hãy cần tinh tấn. Đại chúng đương cần tinh tấn. Tinh tấn để làm, tinh tấn như thế nào? Như cứu lửa trên đầu, như cứu đầu nhiên. Lửa mà rớt trên đầu thì phải lập tức làm gì? Phủi liền, trừ khi nào phát nguyện để lửa nó đốt trên đầu cho nó có dấu. Như các vị người ta đốt lửa đó, cho nên các thầy mà người ta đốt cái lửa trên đầu đó, nó có mục đích đó. Đốt vậy để làm chi? Để thứ nhất là để cúng dường, đem thân mạng mình cúng dường Phật Bồ Tát. Cái thứ hai là để làm gì? Nhắc nhở mình, ngày nay mình đã ngồi đây để chịu một cái ngọn lửa trên đầu này, nóng như vậy mà vẫn chịu đựng được, thì cuộc đời này có gian truân, có khổ hạnh cỡ nào cũng phải chấp nhận. Có cái gì khổ bằng lửa cháy trên đầu mà ngồi chịu lắm. Cái thứ ba là gì? Anh đừng quên ngày hôm nay anh đã phát nguyện, anh đốt cái liều này để làm một cái chứng tích cho sự tinh tấn dũng mãnh của anh, thì không có lý do gì anh lui sụp. Anh ngồi đây anh chịu một cái ngọn lửa để nhắc nhở anh, thì cuộc đời này anh có thối tâm thì anh phải nhớ. Cho nên đốt cái liều đó. Ngày xưa các tổ, đây là chuyện sau này chứ thời Phật không có nha. Thời Phật không có cái vụ này. Sau này các tổ mới đề xướng lên cái chuyện là đốt cái liều ở trên đầu đó. Còn hồi xưa các vị cư sĩ, các vị Phật tử cư sĩ này, thọ Bồ Tát giới, đốt liều ở cánh tay chứ không có đốt ở đây. Tại vì ở đây có tóc sao đốt, cho nên là các vị sẽ đốt ở cánh tay. Quý vị nào mà thấy các vị cư sĩ xưa đó nha, đây là chuyện ngày xưa đó, nếu mà các vị cư sĩ Phật tử mà lão thành, mà quý vị nhìn trên tay có vài cái đốt đó là biết là các vị đó là ngày xưa đã thọ Bồ Tát giới và nguyện đốt cánh tay đó. Theo kinh Pháp Hoa đó, phẩm hình như Dược Vương à, Dược Vương Bồ Tát bổn sự đốt cánh tay. Hồi xưa cô Pháp Hiền chùa mình đó, cô Pháp Hiền đó, sau này cô đi xuất gia, chứ hồi trước cô là cư sĩ ở Việt Nam, cô thọ Bồ Tát giới, cô có đốt cánh tay, trên tay cô có mấy dấu đó. Thì ở đây đem cái hình ảnh lửa cháy trên đầu. Trời ơi, đừng nói gì lửa cháy trên đầu, cái tàn nhang đây nè, rút nhang mà quên gõ gõ cho nó rụng cái tàn đó, mà đụng vô cái nó nhảy vô cái là phóng. Đây Pháp Hoa để dấu nè. Bữa đó cái đám tang cái ông đó về đốt cây nhang bự tổ bố nè, gắn lên cái mình rút cây nhang đó, mình quên nó nguyên cục lửa nó rớt lên là lấy thẹo luôn. Đây giờ làm thẹo nè, cho nhớ ngày mai mốt đụng vô cây nhang, mỗi lần đụng vô cây nhang thấy cái thẹo, nhớ lấy đồ gõ gõ cho tàn nó rớt xuống. Nhiều khi mình suy nghĩ một cái tàn lửa ta nó rớt mình muốn chết luôn, thì huống chi là cục lửa nó cháy trên đầu. Thì ở đây các ngài nói như mình đang, như người đang bị lửa đốt cháy đầu, cháy đến y phục muốn dập tắt gấp. Nếu lửa chưa tắt thì lòng chưa an. Vậy lửa này cũng là lửa gì nữa? Lửa gì? Lửa trong lòng nè.
Nếu mà cái lửa kia nó tắt rồi thì có gì cũng an, nhưng mà con lửa này sao tắt hoài nó không ốp. Lửa này tắt ở trên thôi, tắt ở trên thôi. Nhưng mà lửa này là thuộc về lửa gì biết không? Lửa tro. Ở trên thì nhìn nó thấy như không có chuyện gì vậy đó, nhưng mà xới lên thì sao? Nó còn ở dưới, nó còn ở dưới. Lửa mà chưa tắt thì lòng chưa an. Nhà nào cũng viết một cái bản ghi ngay cửa: nhớ tắt lửa lò. Mà không ai tắt lửa lòng. Lửa lò thì muốn tắt, mà lửa lòng thì không tắt. Người đã phạm tội cũng giống như vậy, lập tức sám hối để chống trừ diệt. Nếu có ước nguyện sinh vào những nơi giàu sang nhiều của và muốn phát tâm tu tập đại thừa, cũng nên sám hối diệt trừ nghiệp chướng. Mình muốn sao cũng được, muốn sanh về cái chỗ tốt cũng được, muốn tu tập cũng được, nhưng nhớ hễ còn nghiệp chướng thì không gì có mặt. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, mình muốn bưng một cái chậu hoa vô nhà, mình muốn bưng một cái bình bông, mình muốn bưng cái gì vô nhà mình trưng cũng được hết á. Nhưng có một cái điều là nhà mình không có chỗ. Thì làm sao bưng cái gì bây giờ? Thì cuối cùng phải làm sao? Phải có sự clean up, dọn dẹp, bỏ bớt cái gì đi thì nó mới có chỗ trống để nó có thể bưng cái khác vào được. Rồi đó là một ví dụ. Ví dụ thứ hai, anh muốn đi chợ cũng được, anh muốn đi làm cũng được, anh muốn đi làm công quả hay làm bất cứ cái gì, nhưng khổ thay, không có hết bệnh, bệnh hoài à. Mà bệnh hoài thì làm sao làm cái gì? Tự thân còn làm không xong nữa mà. Vậy thì bệnh là một cái chướng. Ở đây Pháp Hòa ví dụ cũng giống gì trong kinh nói là mình muốn sanh vào chốn giàu sang, mình muốn được tu tập được, mình nguyện được, nhưng nhớ là hễ còn chướng ngại thì không còn tu được. Cũng như thế, mình muốn làm giàu cũng được, mình muốn tu tập cũng được, nhưng trong lòng mình chưa giải tỏa được những cái chấp trước thì tu được nhưng mà khó lắm. Vì mình chấp cái kiểu đó thì mình sống được với ai và mình đi được bao xa? Nhất định là cuộc sống tu hành mình đi không có xa. Cho nên Tổ Quy Sơn mới nói: tích niên hành xứ, cái chỗ đi của năm trước thốn bộ bất di, tới bây giờ một bước cũng không thấy mình dời đổi gì hết, tại vì mình quá nhiều chướng ngại. Và khi mình chướng ngại như vậy rồi, nó không cho mình đi đâu xa được hết, nó ngăn chặn mình lại. Cho nên trong cái phẩm này gọi là nghiệp chướng, nó thành ra một cái tập nghiệp, nó chướng ngại mình rồi. Mà chướng là gì? Là ngăn che, là cản trở. Mà nó đã cản trở rồi thì mình không đi được đâu đâu hết. Cũng giống như mình bị đau chân thì không đi đâu được xa, bệnh hoạn thì không ăn được gì, dù chỉ là một nước cháo, chứ đừng nói chỉ ăn tới cháo, nước cháo uống cũng không nổi cái sự đau của thân thể. Cho nên người tu tập á, cái mà mình muốn tu tập được tốt á, là làm sao mình xả bỏ được cái chấp trước, cái hờn giận. Người ta có làm gì mình đi nữa, nhưng thủy chung nó cũng chỉ là cõi đời tạm bợ giữa mình với người với người thôi. Nhưng nếu mà người ta chưa xả mà mình xả được thì mình mới gọi là tu, mình mới đi xa hơn được người ta một chút. Cũng giống như là các em nhỏ mà nó ôm một cái bao khoai tây ở trong túi, trong chiếc ngực đi đó, cô giáo biểu mỗi đứa phải đeo một cái túi khoai trước ngực trong vòng một tuần lễ và không được bỏ cái túi khoai đó ra. Thì một đứa nọ nó vẫn đeo cái túi khoai đó, nhưng tuần lễ sau nó vô trường thì cái túi khoai nó lỏng bớt, ít bớt đi. Thì cô giáo hỏi: tại sao cái túi của em bớt đi và không có hôi? Nó nói: tại vì em vẫn giữ cái túi khoai trong người, nhưng có điều là em biết lựa củ khoai nào hư em bỏ ra. Cho nên thật ra em mang một cái túi khoai mà nó đâu có nặng. Chẳng những không nặng và nó không hôi, là vì cái khoai nào thúi nó bỏ ra. Còn cái đứa kia nó trung thành với lý tưởng, ôm một cái túi khoai, không bỏ củ nào ra hết,
Cho nên vừa nặng và vừa hôi vừa thối. Giữa cũng cùng là đeo cái túi khoai. Nhưng nếu người có tuệ, mình đâu có bỏ túi khoai, nhưng biết cách giải quyết những gì trong túi khoai để mình thánh thơi hơn. Thì cuộc sống tu hành, đời sống này chúng ta cũng vậy. Chúng ta vẫn mang một thân người, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn giao tiếp với người. Nhưng với một người cái gì cũng ôm chấp thì khổ lắm. Còn một cái người, người ta một là người ta xả liền, hai là lỡ có ôm tới chiều về tới nói, ủa sao nó đi theo tới nhà vậy ta, thì người ta thả nó ra liền. Ở đây không biết quý vị có bao giờ nghe cái chuyện này không? Người ta nói mình mà đi đám tang á, đi xong rồi đừng có về nhà liền, đừng có đi thẳng về nhà từ nhà hoàng, đừng có đi thẳng về nhà mình. Đi như vậy ma nó theo. Mình phải đánh lừa ma. Mình vô xe, mình lái ra đường 97, mình lạng qua đường 95. Mình đi đường này đường kia vậy đó, cho ma nó lạc đường rồi cái mình nó về nhà. Rồi mình về tới nhà mình đậu xe, mình đậu xe, mình mở cửa xe, mình nói ma ơi xuống đi. Người ta tin như vậy nha. Mà người ta hỏi như vậy Pháp Hòa mới nói á, thí dụ bây giờ mình ngừng xe lại, mình mở cửa xe, mình nói ma ơi xuống đi, nó không xuống mình làm gì nó. Mà nó xuống hay không mình có thấy không? Thì cái chuyện đó Pháp Hòa hoàn toàn không đúng gì hết á. Nhưng mà ở đây mình cũng lấy một cái ví dụ nè. Con ma mà mình còn mời nó xuống, mình còn mời nó ra mà mình còn đánh lạc hướng nó nữa. Vậy mà mình đi tới cái chỗ đó, mình giận ai rồi mình lôi nó về mà không đánh lạc hướng nó đi. Nó cũng có một con ma phiền não vậy. Có một con ma phiền não, mình không đánh lạc hướng nó đi, mình không mời nó xuống xe mình đi, mình không mời nó ra khỏi lòng mình đi, mình để chi có con ma phiền não nó ở trong người mình lâu vậy. Cho nên cuối cùng mình vẫn mang tướng người tu, nhưng mà cái cách sống của mình phiền não là một hình thức của ma. Mà khi phiền não thì mình làm gì? Cái cách đối xử của mình. Ma nó có bốn loại phải không? Theo như kinh Phật, ma có bốn loại nè: phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma và thiên ma. Trong Bát Đại Nhân Giác đó, thấy không? Để mà làm gì? Để vượt, để mà trấn áp bốn loài ma và ra khỏi ngục tù của năm ấm và ba giới. Vậy thì con ma mà nhà Phật muốn nói không phải là con ma gì, có ai biết nó ra sao. Đa số chúng ta sợ ma, nhưng mà hỏi con ma nó ra sao mà sợ, nó không biết. Vậy mình sợ một cái chúng ta chưa bao giờ gặp mà gọi là sợ ma đó. Nhưng mà có con ma thiết thực hơn, đó là con ma phiền não. Hình như chúng ta không ngán nó, và thậm chí chúng ta chơi với nó mỗi ngày. Buồn buồn rảnh không? Nói này cho nghe. Chuyện gì vậy? Quan trọng lắm. Tôi mà nói ra bà té ngửa liền đó. Bắt đầu đem chuyện của 5, 7, 2, 9 gì ra, là một loại ma chứ gì nữa. Nghĩa là phiền, buồn buồn là đem một con phiền não ma ra ngồi chơi và bắt đầu kể cho người khác nghe. Rồi xong nói, xong rồi ha, tôi kể nghe, đừng kể ai nghe nghe không. Dặn vậy thôi, chứ trong bụng nó bà có kể cũng tốt. Để cho ta biết nó ra làm sao. Mình dặn để chứng minh là mình sao, mình là người rất quân tử và kín đáo, nhưng mà trong bụng nó nhớ nghe, kể nhiều nhiều. Thành thử ra mình chơi với phiền não ma và mình sống với phiền não ma mà mình không hề hay biết, mà mình cứ đi sợ ma. Mà có ai biết con ma ra sao? Hoàn toàn không ai biết con ma ra sao hết. Chỗ nào tối tối sợ quá, hơi sợ gì? Sợ ma. Mà có thấy con ma ra sao đâu. Cho nên vẽ con rồng, vẽ con sư tử, vẽ con mèo khó, vẽ con ma là dễ nhất. Vì không ai biết nó ra sao, cho nên vẽ kiểu nào cũng được hết. Ở trong cái quyển gì, hình như là Cái Cười Của Thánh Nhân, vẽ con ma là dễ nhất. Vẽ con gì cũng khó. Vẽ con người, vẽ con gái, con trai, con mèo, con khỉ gì, tại vì ta biết mặt nó. Chỉ có con ma là dễ dễ nhất, không ai biết hết. Cho nên phiền não của mình kể ra muôn trùng, mà hình như mỗi lần mình kể là khác hết trơn nha. Mình giận ai mình kể 10 lần là nó lệch lệch một chút, mà hình như càng ngày độ nó tăng.
Nó chọc giận mình có một chút, mà tới hồi mình kể xong nó ra con thô một thúng. Tại vì sau 10 năm mình kể là nó khác hết. Tại vì nó tăng trưởng dần thêm cái phiền não của mình. Nó rất thật đó. Nó rất thật. Cho mình tu tập là để tu cái đạo giác ngộ. Tu Phật là tu đạo giác ngộ. Mà giác ngộ nghĩa là mình thấy rõ cái đó. Thấy rõ cái đó để làm gì? Để đừng có làm mình khổ và đừng có làm nô lệ cho nó nữa. Mình có thấy là mình tu mà mình quyết định đời mình hết. Đời tôi quyết định, tôi đi tu, tôi làm đủ thứ hết, tôi đi công quả, tôi cúng dường. Nhưng không làm chủ được cái con ma phiền não, mà để cho con ma phiền não nó lôi mình. Thì rốt cuộc mình thắng được muôn người, nhưng mình thua một con ma. Mà chính con ma đó là nó sẽ làm mình trở ngại trên đường tu. Và mà thọ tỳ kheo để làm gì? Để phá ác, để bố ma. Chữ tỳ kheo có ba nghĩa: phá ác, bố ma, khất sĩ. Vậy thì mình mang hình tướng một tỳ kheo, một tỳ kheo ni. Nghĩa của chữ tỳ kheo và tỳ kheo ni là phá ác, bố ma. Vậy mà ma mình chưa phá được, cái ác mình chưa bỏ được, thì làm sao mình đủ tư cách làm một tỳ kheo? Vậy thì mình thọ giới thì có, mà trì giới thì không. Nếu trì là phải bỏ. Bởi vì trì nghĩa là mình trì cái hay. Cho nên giới được định nghĩa là chỉ trì tác phạm. Cái nào cần bỏ phải dừng nó lại. Tác là gì? Tác là phải làm. Cho nên chỉ trì và tác trì. Chỉ trì là dừng cái ác, tác trì là phải phát triển cái thiện. Giống như mình thọ giới vậy đó. Thọ trì, thọ mà không trì. Thọ là phải trì. Thọ giới là phải trì giới. Thọ y là phải trì y. Mình thọ y phải trì y, nghĩa là phải đắp y tụng kinh. Thọ kinh phải trì kinh, nhận kinh không trì. Cho nên quý vị thấy không, kinh nào mà viết xong rồi cuối cùng không? Các vị hoan hỷ tính thọ phụng hành. Tính là niềm tin, thọ là thọ nhận. Đâu phải tính thọ rồi là cất đâu. Tính thọ phụng hành, y như vậy mà làm, thì mới gọi là người đệ tử biết nghe kinh. Cho nên lời kinh, kinh của Phật là kết thúc lúc nào cũng bốn mấy chữ đó đó. Tính thọ phụng hành. Nhưng đâu có ai ép mình đâu. Hoan hỷ tính thọ phụng hành, vui vẻ tính nhận và hành trì. Mình nói gì, chúng ta đang nói về nghiệp chướng. Và chúng ta nói rộng để chúng ta thấy cái gì nó chướng mình. Chính cái nghiệp mà chúng ta sống với nó. Lẽ ra chúng ta có khả năng giải quyết được, vì mình hơn người khác. Xin phép đại chúng ha, bây giờ ở trong chùa này, đứng trong hàng ngũ xuất gia, ai là người thấp nhất, ai là người nhỏ chức nhất? Ai? Hai chú tiểu. Nhưng mà giờ nếu mà đem ra mấy ổng vẫn đứng hơn quý vị một bước. Đó, Pháp Hòa ví dụ vậy chứ không phải là mình đưa mấy chú lên nha. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn đem một cái ví dụ là mình hơn người ta ở cái chỗ là cái đầu mình cạo. Vậy thì người tu mình á, cái người xuất gia mình là hơn người cư sĩ một bậc. Thì cách sống của mình có hơn được người cư sĩ không? Cái đó là cái đề mục, cái thiền quán, cái đề tài cho mình. Có nhiều khi mình phiền não cũng y như cư sĩ. Vì cái cách sống của mình, cho nên mình hơn người ta được cái đầu, hơn người ta được một cái áo, hơn người ta được một bữa ăn chay trường. Những cái hơn đó, nó không bằng mình hơn được, giải quyết được cái nội tâm phiền não của chính mình. Tại cái đó nó mới làm mình giải thoát. Cái này không có giải thoát. Cái này không có giải thoát. Cái này chỉ là cái tướng giúp cho mình một phụ trợ giải thoát. Giải thoát là ở bên trong. Cho nên cái gì mình cũng có. Chuỗi cũng có, tích trượng cũng có, phất trần cũng có. Phất trần là cây phối bụi, mà bụi nào nó tới mình cũng ôm, mình đắp vô đây hết. Cho nên mình cầm cái phất trần mình phủi bụi, mà mình có phất được cái trần lao trong người mình không?
mình cầm tích trượng mà mình có được cái nội tâm vững chắc như tích trượng không? Cho cái này là cái trợ duyên thôi. Cái quan trọng là chúng ta thấm thấu được lời Phật, để chúng ta mình có tu được là mình hưởng chứ không ai hết đó. Nhưng mà mình làm sao mình xứng đáng được cái từ, cũng giống như mình vậy đây, gọi là Phật tử đây. Đây là Phật tử, quý vị cũng Phật tử. Vậy thì mình học kinh đó, không phải là để mình trả bài với Phật, không phải để mình ôm ấp một mớ kiến thức, mà để giúp cho mình giải quyết những cái lăng tăng mà nó ẩn chứa trong lòng mình, đem nó ra. Như vậy thì được như vậy, thì kinh này chúng ta làm đúng nghĩa, đúng cái chức năng của kinh, đó là tuyền dũng, là dòng nước mạnh đẩy tất cả những cái rác mà nó nằm trong cái góc. Ở đây quý vị quét nhà rồi đó. Quý vị thấy cái cây chổi mà nó, cái đầu nó nhọn nhọn, thì mỗi lần mình muốn móc rác ở cái khía thì mình làm cái gì? Mình đưa cái mũi nhọn vô mình móc móc ra, chứ là móc rác và moi rác. Mình đây bình thường trước mặt này là quét rác, nhưng mà những cái góc, những cái cạnh thì chúng ta phải moi ra. Những cái dưới cái gầm giường, gầm ghế mình chúng ta phải moi ra. Nó có từ của nó chứ. Thì cũng như thế, kinh đó, nó cũng có một cái công năng là giúp cho mình móc mấy cái đó ra. Những cái phiền não nó còn ở trong những cái ngõ ngách của lòng mình. Rồi kinh đó, nó giống như là những cái hoa này nó kết lại, sâu lại thành một tràng hoa. Chứ học kinh là để vậy, chứ không phải để mình có một mớ kiến thức. Mình học được như vậy thì mình thấy đúng là kinh này cao siêu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Chúc đại chúng cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn đại chúng. Xin chắp tay hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoạn quả Phật, xin chứng nên. Xin đại chúng xả chân. Ngày mai sáng chúng ta vẫn ngồi thiền lúc 6 giờ và 6 giờ rưỡi chúng ta thọ trì dược sư sấm pháp. Mai Nguyễn Trung.